Ô này Nguyên đúng không ta? Ủa sao bữa Nguyên nó bán cả full skin quá vậy ta? Chắc nó bán Tết nó đi cờ bạc á. Để tôi hỏi thăm coi. Tết nhất cờ bạc sao rồi em? Ôi, thằng Nguyên cờ lê trong kênh chat của mình á. Thằng Nguyên nó đánh bài hay lắm anh em. Hồi đợt nó đi quýnh bài cào, tôi đi sau lưng đó. Nó cầm bài lên chẻ ha, xong rồi sóc chia đù, mà nó chia làm sao mà tay con toàn là 3-4 nút không cái bù. Lâu Nguyễn nó đúng kinh luôn má, nó chia là sợ thiệt chứ. Ông theo kinh nghiệm quýnh bài của tôi hồi xưa mà tôi quýnh á, cái dòng mà cái á một nút cũng được, đừng có bù. Cái dòng mà bù mấy thằng lồn bù nó đang buồn á, xong rồi cái mình bù mình huề với nó, xong rồi tụi nó vui. Còn mình thì chung thấy mẹ luôn, có sao tự nhiên mình huề với nó mà nó lại vui mừng, mình thì buồn. Ôi đó, bên kia không có đá stream rồi, bên kia chơi đẹp rồi. Ôi mà tôi nói thiệt, mấy ông đá stream á, độ mấy ông có thể đá stream mấy ông săn, nhưng mà mấy ông đừng có đá stream mấy ông ban tướng người ta, chơi vậy chơi không đẹp. Mình đã stream lên, mình đi đá, mình đã là đi đá stream người ta để săn người ta cho vui, thì mình chơi cho nó phải chơi xanh chín, mình phải chơi cho nó công bằng, chơi nó fair play. Chơi đủ đá stream săn người ta, xong rồi team người ta có thằng nào ban tướng người ta chơi chứ dơ, chơi đâu phải. Tao sub à? Midforton, Axe à? Tao đây hả? Xa ra đi. Cái gì vậy? Sao lại hết kêu nữa? Má chó này. Ơ à, tao sub mà. Rồi, mết đi, tao sắp cho. Anh mết ơi, em đi coi phim chiếu rạp, con bé đó thích em nhưng em cũng thích nó. Nhưng mà em không dám xin info hay số điện thoại, với cả không biết con bé đó ở đâu, giờ làm sao hay là đợi duyên phận. Có gì vậy em? Sao em quăng chanh rối nùi sao anh gỡ? Bây giờ đi coi phim chiếu rạp, mà con bé đó cũng, con bé đó thích em cũng thích nó, mà bây giờ không dám xin info, cũng để biết con bé đó ở đâu. Bây giờ F3 đúng rồi, F3 đúng rồi. Bạn nghĩ kênh chat tôi nè F3 đông thiệt chứ. Tao sub cho. Con này giờ mid yếu lắm, không được, yếu. Ok, anh mid. Anh hỏi shop hộ em là kim cương một duo với kim cương 3, 1 với 3 có ý nghĩa là 1 tỷ 3 phải không ạ? Đúng không? Ba chấm gì vậy ba chấm? Trời ơi là trời. Rồi bạn biết cái con đó nó có cái chiêu gì không vậy? Mình biết. Được mà. Đâu có lần sau cũng đua bít mấy con này là không có đua nữa nha. Phải yên tâm. Nếu tin được đủ đua xong rồi mình đô u đi. Đồng ý, nó đang là meta của anh mấy anh hàng. Nhưng mà nếu mà bạn muốn đánh á thì đi qua đăng hàng đánh, ok chưa? Mình đánh được là mình xanh cái này sao? Cái chuyện đó nó không thể xảy ra được. Bạn phải hiểu, đừng có hỏi câu đó phi lý. Trời ơi, thằng này điên rồi. Red xong ra găng kìa. Nó đi qua blue rồi đó. Nó hơi thọt đó nha, nó ra găng mid fail rồi. Mình chưa nghe bộ đó. Ừ, thích làm gì thì làm, bạn là cha là mẹ mà, bạn làm gì cũng được hết á. Mình đánh nắp thấp thôi nha. Ari đi trước á, để Hoàng dắt nó cam. A few minutes later. Có mình con cua được không? Được, mình với Ari ngang nhau. Ok, nhưng bạn phải ra trước Ari. Không có ra trước được. Đang đánh thấp mà. Em bảo ngang nhau. Có đủ phải mạnh ngang nhau. Mít không lát, hết máu. Hết đầu máu rồi bạn tôi. Coi chừng thằng mít nó đó, nguy hiểm đấy. Anh đây, cắm cho bạn mắt nè. Ok bạn đi đâu. Lồn. À, hụt ta. Mà sớm quá, lát sớm quá. Con rắc trong bẫy chim, trắng cái máu bạn. Trắng cây luôn, đéo còn một giọt luôn. Nó có phanh bạn.
Ba chim không? Không phan được ba chim không? Được, 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 được. Chơi lớn không? Lớn, chơi lớn. Ôi, bê, bê. Cái bot này. Ga, ga, ga đẩy vô mấy mét luôn, ga đẩy vô mấy mét luôn đi. Ga đẩy vô mấy mét gì vậy? Thằng đó không lát á. Cái lồn gì đấy? Thì là mình nhiều thằng điều khiển mình quá, mình đâu chơi được. Thằng lồn chim nó điều khiển, thằng AD điều khiển, thằng top điều khiển. Đến bạn điều khiển nữa mình đâu chơi được. Điều khiển lồn gì? Đủ quá, kêu ra đây phụ quay tiếng điều khiển. Mình nhìn quay được, bạn để mình tự làm. Khánh Dân nếu có đang xem stream anh Cường thì đi vào phòng em đang đợi nè, mặt cười. Căng về Trang, cảm ơn Dân, à, cảm ơn Kiều Trang nha em. Đủ đồ. Đừng quýnh lộn nha, đang 2.000 tiền á. Ờ, tôi nói mấy ông nghe. Chị Kiều Trang á là 30 mấy tuổi rồi, có con rồi, hiểu không? Rồi ông Khánh Dân á là chồng bả, hai người có đứa con rồi, con mới nhỏ xíu à. Thằng nhỏ ỉa bậy, bả kêu vô hốt. Bả tưởng tượng tầm bậy tầm bạ không à. Tưởng tượng nó cái gì mà lãng mạn dữ vậy? Hút cái con lãng mạn lắm hử? Rồi, 5 boss, 5 boss. Bà cứ đẩy mình đi. Bà chưa về đâu không? Ừ, hết quay này mình về. Ari không lát. Ai là ai? Áo tăng bật nhanh các bạn, có gì mà nhiệt đấy. Hỏng bàn phím hả? Không sao bạn, bàn phím còn xe cao 100, bền lắm. Mua đi bạn. Hai đứa em mình thả chú hai đấy. Vậy đi, 2k tiền à. Trên phân tâm liền, phân tâm liền, tao sặc một cái phân tâm liền. Tao bảo mày hết thời kìa. Ai? Đó. Rất bình thường. Thời hết lâu rồi. Không độ chứ là nhất thời các bạn ơi. May mắn mới là mãi mãi. Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn thì người đó thiệt, cũng như trong trò chơi ai không lên cao thủ thì kim cương một. Lồn ba chấm này độ. Đầu năm đầu tháng nghe, tao không có chữ nghe. Ba chấm nghe. Bực mình rồi đó. Mở cái lên đi, mình chạy nhanh lắm á. Mình chạy max speed luôn đấy. Căng vậy. Ta bàn dí nó cho mình coi coi. Có một thằng đi địch mẹ thằng ở dưới biết đấy, mình dí cho. Đâu? Ờ, nó không tụ sao dí được. Yeah! Đi chó! Lồn nhỏ xe đâu. Ờ bạn bớt xăm lồn thì mình cái đủ quá. Thằng nào donate kêu bạn cho anh mình rồi donate cho bạn chứ cậy nữa. Thôi 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 bớt. Mình chỉ rẻ rẻ thôi chứ mình không có tách được. Không, mất lát của mình rồi. Ok chưa? Thịt kho mẹ mình dí nhanh mãi rồi. Ui nãy giờ tôi không uống nước luôn mấy cha. Lâu lắm rồi mới uống lại bò húc á, 10 ngày đó. Bò húc đi mẹ đi tim lại, lại nhanh đập nhanh lại. Sena ơi tim tao đập nhanh. Hồi nào vậy? Hồi nào mà Sena ơi tim tao đập nhanh vậy? Có nha, đi mà hồi trước uống bò húc mãi lồn nha. Ủa mà chỉ có đang ngủ bạn la cái ọc mẹ má mũi thôi chứ. Anh nào qua giúp ạ mặt nếu. Có bó hà thì đu thủy nha em. Sena ơi hết trận mày gánh tay không? Có con bé tên Thủy nhà nó bị hư ống nước, nó cần người sửa giùm. Liên minh người chơi là người thắng, người chưa chơi là người chưa thắng, còn chơi hoài mà vẫn thua thì ở kim cương một nha anh Mus. Cảm ơn Bách nha em. Thủy ơi em cho anh cái địa chỉ đi, hết trận anh gửi bạn anh qua. Nó book vé máy bay ở ngoài Hà Nội, nó vô Sài Gòn nó sửa cho em. Thợ này ba thợ này là ngon lành luôn. Thợ này là tươi luôn á.
đang làm lò mày đó. Ghê chưa? Tao đố mày sống được đó A Xe. Bữa sau em nào bị cái gì thì nói cái cần tụi anh giúp với địa chỉ nha em. Bà ơi, Tú nó nhận rồi, đừng có dành giùm anh cái. Mày chỉ sửa đấy, tại vì mình quen sửa thôi. Còn những cái bên ngoài là mình sẽ phải phụ thêm phí. Sao bạn có thể đồ bên nào 1.3 tỷ mà ba cái phí lẻ đó bạn cũng lấy là sao? Nó thấm vô đâu đâu bạn, như muối bò biển thôi mà. Free đi. Bạn biết ví dụ như là lấy 500 ngàn bỏ vô cái trừ 1.3 nó giống như là muối bạn bỏ xuống biển vậy thôi. Bạn hy vọng nó mặn thêm được một tí. Bạn cảm thấy muối thì bạn cho mình đi. Qua sửa đất thì. Không có được, không có ai đem muối xuống bỏ biển làm gì hết trơn á. Không có rảnh. Let's go baby. Woohoo. Giết hết chúng mày. Trời ơi là trời. Đầu lòng hai ả Tố Nga thí kiểu. Tố Nga thằng cường kim cương. Thằng cường kim cương. Ok chuẩn. Bây giờ tao nói tụi bay nghe nè. Trái tim của tao bây giờ nó giống như sắt đá đó, đúng không? Nó được rèn. Nó rèn kinh dữ lắm rồi. Tao bây giờ tao nói mày giống như là Tôn Ngộ Không mà được thả vô trong cái lò luyện đơn vậy đó, đúng không? Bây giờ nó sắc đá dữ lắm rồi. Giờ tôi là cha là mẹ mà bây chữ tôi cũng đâu dám nói gì đâu. Giờ tôi nói đầu năm đầu tháng mà cái đầu cứt không. Với trẻ nó leo lên đầu nó ngồi nó ỉa hết thằng này tới thằng khác. Đầu năm đầu tháng cái đầu cứt không.